Chào mừng quý vị đã đến với kênh Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay thì Thủy xin làm bánh chưng để ăn Tết và Thủy sẽ gói bằng giấy đó gọi là parchment paper, có nghĩa là giấy gọi là giấy da chứ không phải là giấy sáp nha quý vị. Và dụng cụ thì Thủy gồm có cái khuôn này là ông xã của Thủy làm cho Thủy, nhưng mà nếu quý vị không có gỗ để làm khuôn thì quý vị có thể làm bằng cái khuôn bằng giấy như thế này. Khuôn bằng giấy này quý vị có thể xài những cái thùng như là thùng mì hay là những cái thùng nào có giấy hơi cứng một chút. Quý vị cắt hai miếng bằng nhau, tùy theo cái khuôn lớn hay nhỏ mà quý vị muốn. Xong rồi thì quý vị sẽ xếp lại thành một cái góc vuông, hai cái góc vuông, và quý vị để lại với nhau rồi dán lại dính với nhau là quý vị có một cái khuôn như thế này. Hôm nay thì Thủy có cái đậu xanh. Đậu xanh Thủy đã ngâm qua đêm và nấu với nước cốt dừa. Đây là thịt heo Thủy đã luộc sẵn. Thủy không thích thịt ba rọi cho nên Thủy sẽ làm bằng thịt đùi. Thịt đùi này Thủy đã luộc trước, sắc ra và ướp. Đây là nếp Thủy đã ngâm nước qua đêm và nấu với nước lá dứa và nước cốt dừa. Tất cả những món này Thủy nấu đậu xanh hoặc giả là nếp Thủy nấu bằng nồi cơm điện. Và khi quý vị đã gói xong cái bánh thì quý vị cột lại bằng cái thì quý vị sẽ dùng dây cột lại. Thủy chỉ có hai cái sợi dây này thôi, tại vì không có luộc trong nước thì nó không có sợ nó bị rách giấy hay là nở ra. Thủy bỏ vào lò vi sóng cho nên chỉ cần hai cái sợi dây này. Thủy cột ở phía chính giữa. Sau đó thì sẽ cột lại ở bốn cạnh mà thôi. Và sau khi mà mình đã gói lại bằng giấy da thì mình sẽ xài cái giấy nhựa này để bọc ở phía bên ngoài. Cái giấy da này nó chịu được cái nhiệt độ đến 450 độ F, có nghĩa là khoảng 250 độ C. Cái lò vi sóng nhiệt độ trung bình là 100 độ C cho nên sẽ không có ảnh hưởng tới giấy, mà ngay cả quý vị bỏ vào trong nồi nước để nấu giấy vẫn không có rã, cho nên giấy này rất là tốt. Thủy đã xài rất là nhiều lần. Bây giờ thì Thủy bắt đầu làm cái bánh chưng đầu tiên nha quý vị. Tại vì những cái món hành của mình đều đã nấu chín hết rồi cho nên làm rất là nhanh, và bỏ vào lò vi sóng chỉ có 10 phút thôi là quý vị có cái bánh chưng để ăn. Trước hết là Thủy cho nếp xuống phía dưới. Quý vị đừng có sợ là những cái góc nó không có vuông, là gì là tại vì khi mình bỏ nếp vào mình sẽ đẩy lại những cái góc, những cái cạnh của cái khuôn. Khi bỏ nếp vào thì quý vị ém sát xuống, ém sát xuống bốn góc hết nha quý vị. Đây là Thủy đã có cái nếp đã xuống dưới bốn cái góc hết rồi.
Bây giờ thì bà Thủy bỏ vào một cái lớp đậu xanh, cũng rải đều ra nha quý vị, cho phủ hết cái mặt của nếp. Sau đó thì mình sắc thịt lên. Thịt thì mình sắp ở khoảng chính giữa để khi mình cắt cái bánh ra thì nó đẹp. Với cái thịt đùi thì Thủy Hâm nạc nhiều hơn là mỡ. Bây giờ thì cho thêm một cái lớp của đậu xanh lên trên thịt. Khi mình vừa làm thì mình vừa ém xuống nha quý vị, cho cái bánh mình nó chặt. Thì đã có một lớp nếp ở dưới sau cùng, một lớp đậu xanh, một lớp thịt và một lớp đậu xanh nữa ở bên trên. Và bây giờ thì cái lớp cuối cùng là cái lớp nếp. Chúng ta vẫn ép chặt khi mà bỏ nếp vào trong khuôn. Thủy ở ngoài quê nên đi vô chợ rất là xa, đi cả hơn một tiếng đồng hồ, cho nên Thủy không có thì giờ để mà chạy đi mua lá chuối hay thế này để nọ để gói. Nhưng mà gói bằng giấy này rất là tiện lợi. Và khi mà quý vị nấu bằng cái lò vi sóng rất là nhanh, chỉ có 10 phút thôi. Bây giờ là đã có một cái bánh chưng rồi, mình chỉ bắt đầu xếp giấy lại. Chỉ xài có một lớp giấy, nhưng mà để an toàn hơn mình sẽ có một lớp giấy nữa. Bây giờ thì Thủy sẽ lật nó trở lại. Và gỡ cái khung ra. Gói lại thêm một lớp nữa. Bây giờ thì bắt đầu cột. Quý vị không cần phải cột chặt lắm đâu, chỉ cột đặng cho giấy nó nằm im thôi. Bây giờ thì ta sẽ dùng cái giấy nhựa để mà bọc ở phía bên ngoài.
quý vị sẽ bọc hết bốn mặt của cái bánh. Vậy là ta đã có một cái bánh chưng gói bằng giấy. Bây giờ thì Thủy sẽ đem để vào trong lò vi sóng để mà nấu cho 10 phút. Và đây là hai cái bánh chưng mà Thủy đã làm xong ngày hôm qua, đã cho vào lò vi sóng và đã nén suốt đêm. Những cái bánh chưng rất là chắc chắn và đẹp. Như thế này thì rất là tiện lợi, phải không quý vị? Tại vì chúng ta không có phải xài lá chuối. Hơn nữa mình làm ăn ở nhà, thành ra cũng không cần phải tốn tiền mua lá chuối để làm gì. Tại vì khi mà quý vị mua lá chuối xong rồi là quý vị cũng vứt đi thôi. Còn giấy này thì nó rất là rẻ, mà mình không có xài nhiều. Đây là cái bánh chưng mà Thủy đã làm xong ngày hôm qua và đã nén. Rất là đẹp, phải không quý vị? Bây giờ là đã sẵn sàng để ăn Tết rồi đó. Thủy sẽ tiếp tục làm cho hết cái nếp và thịt mà Thủy có ngày hôm nay. Là Thủy làm bánh chưng 2 ngày nay rồi. Thì giờ thì không có tốn nhiều đâu. Tại vì nó mỗi một cái bánh Thủy có thể bỏ vào lò vi sóng 3-4 cái một lượt luôn. Xong rồi khi mà bánh vẫn còn nóng, quý vị để Thủy thì Thủy để vào cái khuôn này trở lại rồi nén lên, thì qua đêm là Thủy có được những cái bánh chưng vuông như thế này và rất là chắc tay. Quý vị có thể để vào trong tủ lạnh hay để vào trong ngăn đá để dành ăn lâu. Khi mà lấy ra ăn, quý vị không cần để tan đá, quý vị để ngay vào lò vi sóng nấu lại khoảng chừng 5 phút. Xong rồi nếu quý vị muốn thì quý vị có thể chiên lại và ăn với dưa chua, củ kiệu. Cái bánh Thủy mới lấy ra từ lò vi sóng còn nóng nha quý vị. Bây giờ thì Thủy bắt đầu nén nha quý vị, bỏ vô cái khuôn cũ. Và cái bánh đã nằm gọn ở trong cái khung. Quý vị chỉ cần kiếm một cái tấm thớt đè lên trên thôi. Như thế này, để đè như thế này thì khi mà cái bánh nó nguội đi thì rất là chặt tay đó quý vị. Bây giờ thì Thủy chỉ để yên như vậy thôi cho tới khi nào mà cái bánh nó nguội thì mình sẽ lấy ra. Đây là cái khuôn để nén mà ông xã Thủy làm cho Thủy. Quý vị có thể bỏ vào đây khoảng 5-6 cái bánh một lượt. Cứ để nó xuống như thế này. Và bánh thì quý vị cứ bỏ lên thôi, rồi cứ lấy cái này đè nó xuống. Đè nó xuống là quý vị nén bánh rất là tiện lợi, phải không quý vị? Nếu quý vị thích video của Thủy, xin quý vị ủng hộ cho Thủy có năng lượng làm thêm những cái video khác. Xin kính chào quý vị, bye bye.